bạn sẽ không còn ngán giúp cơ ở đanh, không ngán nó ở đường rừng, không sợ không ganh được nó. Tất cả sẽ nằm trong clip này. Chúng ta đều biết Joker đang bị tướng xạ thủ được ưa chuộng ở đanh. Joker quá nhiều điểm mạnh và vượt trội so với các vị tướng xạ thủ khác. Xem video và cùng Tiên Di chia sẻ cách trị Joker nhé. Ước gì ép tìm cho em quả Agdek có skin ngon ngon. Quan trọng là bạn cần gì. Chứ TNG Shop.vn skin nào đều có. Rat, chiến thần Muay Thái. Laurel, thánh quang sứ. Murat siêu việt. Anh em muốn tìm trang vừa tài khoản gì, lên ngay TNG Shop.vn đi. Thứ nhất, Pain. Việc sử dụng một vị tướng có sát thương phép để khắc chế Joker đã không còn quá xa lạ, nhưng có thể nhiều anh em bị hiểu sai một chút. Đó là không chỉ Joker mà thực tế các vị tướng xạ thủ khác, chúng ta cũng có thể sử dụng sát thương phép để khắc chế và bắt vào. Nhưng lại không có quá nhiều người nhắc tới, đúng không? Vì Joker sở hữu chiêu 2 có thể làm khó các vị tướng đam vật lý, nên chúng ta kiểu là bị ám thị là chỉ Joker bị phép khắc chế. Và với việc sử dụng chất tướng sát thủ phép bắt vào Joker thì Pain là cái tên quá hợp lý. Pain vừa có sát thương sốc nhanh, lại có hiệu ứng câm lặng quá khó chịu, khiến Joker rất là khó thể đào thoát hay là trả ngược lại sát thương được. Cũng như là Pain còn có một cái độ trâu nhất định khi xuất hồn, để chẳng may Joker lên xong hồn ứng Choi hoặc là gươm Urie không thể sốc nhanh chúng ta được, thì vẫn có thể tiếp tục gây đam chứ không thể bị sốc đam ngược lại, đúng không? Ngoài ra Pain cũng có phong cách tiếp cận rất là mau lẹ và bất ngờ, một pha chiêu cuối thôi. Đặc biệt là những pha mà Joker đang mải rặn chiêu 1 hay là đang solo kill chẳng hạn, thì gần như không thể né chiêu cuối của Pain được. Cũng như là anh em chơi Pain không lạ gì với trò dọa ma của địch, khi mà sử dụng chiêu 1 di chuyển tạo áp lực nhằm câu đi một số kỹ năng chiêu thức và bổ trợ của kẻ địch, nhưng mà không cần phải băng xả vào, chỉ cần dọa thôi, và để nhịp sau mới là lao vào và làm gỏi kẻ địch. Ngoài Pain ấy thì những vị tướng sát thủ phép như là Kera là cái tên có thể reo rắc nỗi ác mộng lên cho Joker, hay kể cả là Zata, Rat ở đường giữa với những pha tốc biến đổi mạng Joker ở tầm giữa cuối game. Ziu ấy thì thực sự nó hơi hên xui một chút và không quá khuyến khích anh em sử dụng nếu không làm chủ vị tướng này. Thứ hai, Cavani. Vị trí xạ thủ khắc chế lại Joker sẽ khiến cho anh em phân vân, đúng không? TNG sẽ gợi ý cho anh em một lựa chọn mới, không phải là Elsu hay là Hete gì đâu, đó chính là Cavani. Mặc dù Cavani có thể đi hơi thua ở đầu game với Joker khi 1-1, nhưng khi đi kèo 2-2 hoặc là 2v1 cùng Helen thì đây là một cái kèo cân. Lưu ý, chỉ là cân ở đoạn đầu game chứ khá khó để ăn sổi Joker, vì đơn giản thôi, hắn ta có thể giật bắn lính từ xa mà. Và nếu có Helen thì quá tuyệt vời. Còn nếu phải xử lý một mình ư, Cavani lên ngay cho mình đó chả đôi giày giáp, cô nàng đã có thể tự tin bắn ngược trở lại Joker ở tầm giữa game. Còn về đoạn sau ở Doanh Tổng, sát thương đầu ra của Cavani trong Doanh Tổng chắc chắn sẽ hơn Joker rồi. Cũng như là nếu bạn cảm thấy Joker quá xanh và chúng ta sợ bị sốc đam, thì không chỉ đôi giày giáp đâu, các bạn thì chơi chắc cốp với một cái giáp hiệp sĩ hoặc là cả dìu yoga để bắn thẳng mặt Joker. Tất nhiên không thể thiếu là cung tà ma rồi, để đảm bảo khả năng lật kèo của Cavani khi ăn một bom cười của Joker nhé. Với việc Van Hain đã thay đổi thì Van Hain không còn là phương án quá tốt để đi với Joker. Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn Vio với những pha lộn nè, vừa để né cấu rỉa máu từ chiêu một Joker, vừa có thể cấu rỉa đam Joker. Còn nếu bạn tự tin, quen tay, Elsu với chiêu tầm xa cấu rỉa vẫn cứ gọi là 10 điểm chất lượng nhé. Thứ ba, Kali. Việc sử dụng những vị tướng pháp sư Divit có sải tay dài chính là một cái phương án an toàn để hạn chế tầm ảnh hưởng của Joker về tầm giữa và cuối game, thay vì phải lao vào hắn ta khi các bạn dùng những vị tướng kiểu là Rat, Zata, Pain hay là bọn Kera Zil. Chúng ta có thể an toàn đứng sau mà vẫn có thể đẩy lùi, thậm chí là hạ gục Joker. Đơn giản nhất đó chính là Kali với những nhịp binh đoàn linh hồn từ rất là xa, các bạn có thể tận dụng và ép góc cực ngon, nhất là những pha công trụ khi mà Joker sẽ có mấy khoảng ngồi rặn chiêu 1. Mà thực tế nha, ngay cả cuối game đi, kể cả là Joker của Hồn Lương Choi cũng chẳng dám đứng cao hay là ăn quá nhiều đam của chiêu cuối Kali đâu. Đặc biệt Kali mà lên thêm quả trượng băng thì đôi khi Joker ấy còn phải buộc sử dụng chiêu 2 để tăng tốc chạy lẹ, và khi đó sẽ tạo cơ hội cho những vị tướng sát thủ vật lý của team làm việc. Chỉ là hiện tại chiêu cuối Kali hồi hơi lâu và bản thân cô nàng cũng không có hiệu ứng khống chế quá mạnh, nên nếu bạn chiêu cuối linh tinh thì khá là vô hại và hoàn toàn thì bị Joker tấn công lại. Ngoài Kali ra, chúng ta có thể lựa chọn những vị tướng thì đó chính là Zue với những cú cắt nhịp độ liên tục nè, có thể không chỉ là đẩy lùi mà có thể trực tiếp sốc đam Joker. Hay là Didac với những pha đẩy cầu dựng khiên cuối đẹp mắt, chặn toàn bộ lượng sát thương đòn đánh tay và chiêu một của Joker. Và nếu bạn thích các vị tướng hot thì Zata là lựa chọn không tệ và vẩy chiêu một với Liliana. Nhưng nếu bạn muốn đổi gió, Kali, Zue là những vị tướng không tệ. Thứ tư, Skirt. Không chỉ vận dụng những vị tướng đi sườn, đi mid hay là bọn sát thủ phép để bắt vào Joker đâu anh em. Nếu Joker lên Hồn Lương Choi sẽ giảm bớt áp lực mất. Khi đó chúng ta có thể lựa chọn một cái phương án có phần đơn giản hơn. Đó là những vị tướng tanh trâu có sát thương để có thể liên tục tấn công vào Joker. Và Skirt với cái lượng máu trâu tự nhiên, lượng giáp lớn từ trang bị
sẵn sàng chấp Joker một combo, sau đó mới trả đam, không sợ nằm lại luôn. Đặc biệt Skirt mà song giáp gây ai, Joker chẳng khác nào là giúp Skirt hồi máu cả. Còn nếu Skirt lên song thốn nhâm thạch hay là giáp thống khổ thì chấp Joker nhanh phân đi, kiếm phân nia hay là diệt thần cung luôn, bắn mỏi tay không xi nhê. Đã thế Skirt còn có lượng sát thương phép để đấm ra cơ mà. Một cái lượng sát thương đã nói là dễ dàng hạ gục Joker hơn cả lượng sát thương vật lý rất nhiều. Skirt có thể đi rừng rất mạnh, liên tục hỏi thăm và tanh cho team để ép vào Joker. Lại có thể đi top, có tốc biến để late game. Với tốc biến các bạn thể kết hợp chiêu cuối hoặc là kết hợp chiêu 1 để tấn công băng thẳng vào Joker. Ngoài Skirt ra, chúng ta để tận dụng Tara với khả năng hồi máu bá đạo của mình. Vì làm gì sốc được ả ta đâu, lại có thể bị búa đập u đầu. Hoặc anh em không thích chơi tanh ấy, thì Wonder Woman với bộ kỹ năng của mình ấy, có thể một nhịp một combo hạ gục Joker nhanh chóng. Hay là Floor, lượng xăng chuẩn lớn có thể tạo đột biến cực cao. Thứ 5, Helen. Việc khắc chế một xạ thủ không chỉ nằm ở mid, top, rừng hay là xạ thủ đâu, mà còn có một sự đóng góp to lớn từ trợ thủ, kiểu là Lavi thì sợ Mina nè, Van Heen thì sợ bọn Toro, Kreb, Elsu thì ghét bọn Grak, Gidu. Còn Joker là một xạ thủ phong cách cấu đỉa và dồn sát thương một nhịp, thì ngoài việc lựa chọn những vị tướng trợ thủ trâu để ôm đam như là bọn Thên, Lumbua hay là Badum, khi chủ động đứng cao hay là càn thẳng vào Joker và xạ thủ vẫn có thể bị Joker cấu đỉa máu bằng những cú đùa giật bắn. Chúng ta có thể lựa chọn cách đơn giản và hiệu quả hơn, đó là lấy một vị tướng khả năng hồi máu liên tục cho cả bản thân và đồng đội, đó chính là Helen. Với Helen, đơn giản một lần giật bắn của Joker bằng một lần búp chiêu 1 của mình thôi. Và khi Joker đạp bom cười đồng đội thì mở quả chiêu cuối lên. Đồng đội vừa có giáp lại hồi máu tập thể quá là ngon. Mà Joker trong một combo nhá, không thể sốc được một ai hay làm yếu vị tướng nào đó thì sát thương sau đó của Joker nó khá yếu và chậm so với các vị tướng xạ thủ khác. Nhớ nhá, so với các vị tướng xạ thủ khác. Đồng ý là Helen có thể bị Joker sốc đam, nhưng khi mà Helen lên song băng nhấn hay là lên cả sách thánh ấy, thì Joker muốn sốc đâu phải dễ dàng. Tất nhiên là nhiều anh em thích tấn công, thích gây đam ấy, hoàn toàn thể bỏ qua Helen và hướng tới một vị tướng hỗ trợ khác có khả năng hồi phục kinh khủng. Không phải là Tara nha anh em, vì ở rank ấy, Tara trợ thủ khá đuối, cầm nó đi solo cầm chứng trị nó lại ghê hơn. Mà đó là Zibnit, thực sự cầm Zibnit mà chơi chuẩn ấy, Joker chỉ có khắc thôi. Vừa trâu nè, hồi máu khủng, lại có đam phép, khống chế quá khó chịu. Và đo năm gợi ý của TNG ở các vị trí cùng rất là nhiều vị tướng khác để mở rộng các bể tướng của anh em, giúp anh em trị Joker dễ dàng hơn. Anh em gặp khó khăn khi đối đầu vị tướng nào cứ comment ngay dưới video nhé. Từ từ TNG sẽ làm đầy đủ cho anh em. Và nếu các bạn thấy có ích, đừng quên tặng TNG một like nhé.